thấy nó cũng nhẹ, anh thấy nó cũng nhẹ nhàng. À, thì giống như ngồi nghe thì mình không có thời gian đi, mình đi suốt mọi việc công việc thì em thấy đi, em thấy cái đó thì nó cũng tiện cho mình. Bây giờ chị uống giảm cân nhưng mà nó mệt quá ha, cái nó làm cho cái chị có trở lại cái chị nó thay đổi đột ngột á. Dạ. Hôm nay chị không uống rồi, chừng đó khoảng 4 năm ngày rồi con. Cứ như là mệt là cứ như là mình không ăn được nè. Không ăn được rồi, rồi cái cơ thể mình nó mệt mỏi lắm, lại thở không nổi, rồi như mình không có thể tự làm gì được luôn, không nên uống nhẫn tâm đi luôn. Tại vì nhẽ mà chỉ thấy mà cái phương pháp mà hút mỏi như vậy nè, chị thấy cái nhẹ nhàng, nó không có cái gì mà mình đau với là mình mệt luôn. Thì từ lúc nãy giờ ra là mình hoàn toàn không có cảm giác gì đau đớn hết. Dạ. Bình thường luôn. Chị có thể đứng lại đi một xíu chỗ này giùm em không? Mừng chị ha. Chị thấy nó nhẹ nhàng lắm. Dạ. Biết vậy hồi bữa là không uống thuốc giảm cân rồi đó. Chị đi lên, chị mở tập đi, chị tám tầm giả giờ trời nó buồn kinh khủng. Chọn Lipo Ultrasound có eo thon nhẹ nhàng,